Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu cho các bạn. Thì mình tô đẹp không? Đẹp thì đẹp, không đẹp thì vẫn đẹp. Loa nó đẹp luôn. Như vậy video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn ơi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Ok, ok baby. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh
để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn nhé. Mình sẽ đi làm chi tiết cô màu nha các bạn. Con đó nên đi chiếc tình này. Cháu đang sớm đi chơi. Nhưng mà cháu đang chưa được tin. Cháu mà đom đom. Đom 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 đom. Các bạn thấy mình tô đẹp thế để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Thank you các bạn nhé. Ok các bạn nhé. Ok các bạn nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Ôi ôi. Ghi tắt nhạc đi. Đã là hẹp cái cờ. Các bạn ơi là các bạn, nhà kia nó hẹp ôm sụp lên. Sao mình làm video cho các bạn xem được? Hả? Ok, chú là chú của cháu. Nghe này nhìn rất hay. Chắc bất mình như mô lực của một cái này. Đã thôi thôi chú ơi, ai có gì chơi. Về đâu? Các bạn ơi, như vậy video của mình là kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay và thấy đẹp thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.